Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tháng 5 âm lịch của những người tuổi Dần, tháng mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Kính thưa quý vị và các bạn, khi bước sang tháng 5 âm lịch, tháng Bính Ngọ, những người tuổi Dần gặp cục diện tam hợp Dần, Ngọ và Tuất. Cho nên trong tháng này, người tuổi Dần có nhiều điểm sáng rõ rệt trong vận trình. Bản mệnh xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao hài hòa. Đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục những khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Bạn dần đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Thậm chí có người tìm định hướng mới phù hợp với mình hơn. Tuy gặp nhiều điều thuận lợi, song những người này cũng không nên coi nhẹ sức ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Có thể những thành công liên tiếp đến với bạn đã khiến cho kẻ tiểu nhân vô cùng ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc cướp công lao của bạn. Còn rất này nên cẩn thận hơn trong công việc, dù đạt thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là. Hãy thật nghiêm túc làm việc, chú ý lắng nghe, hành xử khiêm tốn để có thể được lòng mọi người xung quanh. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về tử vi tháng 5 âm lịch của những người tuổi Dần sẽ như thế nào, thì ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tổng quan tử vi tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 dương lịch cho đến ngày 28 tháng 6 dương lịch. Thiên can địa chi của tháng là Bính Ngọ, với thiên can Bính có ngũ hành thuộc dương hỏa, địa chi Ngọ có ngũ hành cũng thuộc dương hỏa. Về ngũ hành của tháng thì tháng Bính Ngọ ngũ hành là thiên hà thủy, có tượng là nước mưa trên trời, gặp năm 2022 nhâm dần ngũ hành kim mạch kim là vàng lá trắng. Thì về ngũ hành của tháng sẽ được ngũ hành của năm tương sinh, do đó tháng 5 là một tháng khá tốt. Địa chi Ngọ gặp địa chi Dần của năm, nằm trong tam hợp Dần, Ngọ, Tuất rất tốt. Thiên can Bính gặp thiên can Nhâm của năm có sự tương khắc nhẹ. Nguyệt lệnh của tháng có 10 ngày đầu do Bính Hỏa làm chủ, 9 ngày tiếp theo là Kỷ Thổ làm chủ, 11 ngày cuối cùng của tháng do Đinh Hỏa ngự trị, đánh dấu đỉnh điểm của mùa hè, thời tiết oi bức, vạn vật bị thiêu đốt. Tháng Ngọ Hỏa nằm giữa mùa hè, tức là tiết trung hạ, có quẻ ly thì ngụ ý vạn vật phát triển hưng thịnh rực rỡ. Theo như âm dương đầu số thì Ngọ là dương hòa, là nguồn ánh sáng chính nghĩa. Lúc này âm dương sẽ có sự tranh đấu mạnh mẽ, dương khí từ bên trên chèn xuống, âm khí từ bên dưới thúc ép lên, sẽ mang tới những luồng khí rất khó chịu, tạo ra áp lực cho tất cả mọi người. Thời điểm này những người mạng hỏa gặp được nhiều thuận lợi, người mạng thổ có quan hệ thuận hòa, những người mạng thủy sẽ rơi vào thời điểm khó khăn, nhiều áp lực nhất. Người mạng mộc bị hỏa khí nóng đẩy họ vào những vòng xoáy của mâu thuẫn và kiện tụng. Tử vi tháng 5 âm lịch của những người tuổi Dần. Người tuổi Dần đón tháng 5 âm lịch với nhiều điều tốt đẹp, thuận lợi. Dưới tác động tích cực của tam hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội đón nhận được tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ và tâm huyết. Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển vô cùng hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực. Tháng 5, thời điểm này cần thiết cho những người tuổi Dần đó là thái độ kiên trì, bền bỉ. Chỉ cần với thái độ này thì chuyện làm ăn cũng sẽ diễn biến thuận lợi với bạn. Bạn xây dựng được mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này bạn làm ăn vô cùng tốt, khiến cho tiền đổ về túi đều đặn và có xu hướng tăng dần. Chi tiết về sự nghiệp của những người tuổi Dần trong tháng 5 âm lịch. Công việc của những người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong tháng này. Tuổi Dần đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí có người còn tìm ra định hướng mới phù hợp với mình hơn. Tháng 5 âm lịch, cục diện tam hợp giúp đỡ, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục những khó khăn, thậm chí
giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với những người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó khăn, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình, mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra những điểm mạnh mới của mình và tìm hướng phát triển trong tương lai. Với những người đang tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được những thành quả tích cực. Cốt lõi là bạn cần phải chăm chỉ, chịu bỏ công sức ra ôn luyện kỹ càng. Khi bước sang tháng 5 âm lịch, phong thái tự tin, vốn hiểu biết phong phú giúp cho bạn gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng, có thể gặt hái được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên, gặp được nhiều điều thuận lợi, song những người này cũng không nên coi nhẹ sự ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Có thể những thành công liên tiếp đến với bạn đã khiến cho kẻ tiểu nhân vô cùng ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc cướp công lao của bạn. Con giáp này nên cẩn trọng hơn trong công việc, dù đạt thành công cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là. Hãy thật nghiêm túc làm việc, chú ý lắng nghe, hành xử khiêm tốn để được lòng mọi người xung quanh. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Dần trong tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, tam hợp sẽ giúp đỡ những người tuổi Dần xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác có nhiều triển vọng và mạnh dạn ký kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Tất nhiên, để kiếm được đồng tiền về túi, bạn sẽ phải trải qua không ít những khó khăn, vất vả. Hãy nhắc nhở, cổ vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng nếu chẳng may công việc phát triển không như ý. Khi gặp phải những khó khăn, bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, bởi vì ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn. Tháng này, nguyên lệnh trường sinh khuyên bạn khi có một túi tiền rủng rỉnh, bạn nên chú trọng hơn tới chuyện làm việc thiện. Quyên góp giúp đỡ mọi người xung quanh không chỉ khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, mà còn có thể giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Người được bạn giúp đỡ vào thời điểm này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, dù việc làm ăn có tiến triển thuận lợi thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng nên chú ý tới tác động của ngũ quỷ. Kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập, lợi dụng bạn sơ hở để bày ra những âm mưu khiến cho bạn hao tài tốn của. Còn giáp này hãy luôn kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, đồng thời chớ nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê của những người không quen biết đầu tư vào những hạng mục nguy hiểm. Chi tiết về phương diện tình duyên tình cảm của những người tuổi Dần. Người tuổi Dần cũng có nhiều cơ hội tận hưởng hạnh phúc trong khoảng thời gian tháng năm này. Bạn hãy mở lòng mình, đón nhận, đừng nên sống trong thế giới nội tâm của riêng mình. Trước hết, người độc thân với những thành tích nổi bật trong công việc rất dễ gây ấn tượng tốt với những người xung quanh. Bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm quen, trò chuyện của người khác giới. Nếu như bạn thấy thiện cảm với ai thì nên chủ động nói chuyện với đối phương. Có thể thông qua quá trình tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với mình, khiến trái tim mình trở nên rung động. Với các cặp vợ chồng, hai bạn đang được sống trong khoảng thời gian ngọt ngào đáng ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn đến mấy thì hai người cũng luôn nhớ dành một thời điểm nhất định trong ngày để ở bên nhau, cùng trò chuyện, cổ vũ, động viên nhau tiến về phía trước. Cũng nhờ có người ấy thì bạn chẳng còn sợ hãi những thách thức ngay trước mặt của mình. Nếu còn trẻ tuổi, hai bạn có thể đón nhận được tin vui. Hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa để vun vén cho gia đình nhỏ của mình luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Dần. Khi bước sang tháng 5 âm lịch, tình hình sức khỏe của những người tuổi Dần nhìn chung khá ổn định. Tuy trong quá trình phấn đấu gặt hái được nhiều thành công, có thể tuổi Dần cảm thấy hơi vất vả một chút. Song may mắn là bạn luôn tìm thấy động lực để có thể vươn lên, khiến tinh thần của mình hăng hái, đẩy lùi sự mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cũng không nên xem nhẹ. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bản mệnh cũng cố gắng sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức tạo ra áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để cơ thể trở nên dẻo dai, khỏe mạnh hơn nữa. Các bạn đã được lắng nghe video tử vi tháng 5 âm lịch của những người tuổi Dần. Tháng mới gặp nhiều may mắn thuận lợi của kênh tử vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích
hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.